Xin chào cô chú, xin chào các bạn, chào anh, chào chị, chào Niên Nam. Xin chào các bạn yêu, xin chào các nhà yêu. Hôm nay anh ăn thử theo như leo chấm. Có gì nữa? Lu chu chu chu. Mì. Mì gì? Mì hồng á. Mì hồng á. Mì cay. Mì cay. Mì cay. Ừ. Xin chào các nhà yêu. Xin chào các bạn yêu. Cả nhà ơi, hôm nay mình đang ăn giò heo hầm thảo mộc với lại mì cay Hàn Quốc nấu với bạch tuộc cả nhà. Mùa nóng ăn cái này cho nóng. Nha. Nha. Đây. Giờ cho để ba cho con ăn mì nha. Nè. Mì ngoan nè. Nóng quá trời nóng luôn nè. Hôm nay nóng quá trời luôn cả nhà ơi. Dạ. Để cho ba cắt xong rồi mẹ lấy mì cho nha. Con ăn cái này trước đi. Cái giò heo này mình mua nguyên cái cả nhà. Đó, mua nguyên cái về cái mình lóc. Này mình lấy da da cho nè. Đó, ăn cho nó có nhiều collagen. Cái giò heo này da của giò heo này ăn được không sao? Ăn bình thường. Đó. Nó cái này là mình đun mua cái đùi. Đùi trước á cả nhà, cái đùi trước nó ngon hơn đùi sau. Nó có bắp gì nè. Đùi sau nó bự lắm mà nó không ngon. Ăn với lại dưa leo cả nhà, chấm với đậu tương. Sốt đậu tương. Đó. Để ăn thử cái càng nha. Ôi. Bự quá. Wow. Ăn thử cái mì này kìa. Mì. Ngon. Ngon quá. Con ăn mì. Con ăn mì hả? Dạ. Con ăn bạch tuộc hả? Ngon quá cả nhà. Để ba cắt xong rồi cho nha. Đừng ngon. Ăn của mình cả nhà ơi. Ăn của mình cả nhà ơi. Ăn của mình cả ơi. Đây. Ơi. Ba vì thật sự là con mắt nó dán vô đây nè cả nhà. Thích ăn. Thích ăn mì. Áp bắt. Đó, có Hiếu sợ sợ à? Có một con. Dạ. Ăn cả trên không bao giờ. Nghĩ đó hả? Dạ. Mẹ ơi. Ê. Chị kêu đâu mà có? Nhiều quá. Cho bia. Bia. Trời đất ơi. Cho cơm mình á. Cái này là đốt cơ. Giá đồ nành à, Bi thích giá đồ nành đó. Em ơi. Ừ. Ôi trời. Nhiều. Không cho kìa cơ. Em ơi. Sao mà giỡn cái gì cũng giỡn được chứ. Ôi đất ơi. Mì. Đốt cơ. Không. Lạ hồi nở trên khỏi ăn luôn. Đó, trời ơi cho nhiều. Người ta nói nhiều cái cho ít lại cho ít, cái muốn ít là không có luôn á. Chính xác. Cảm xa đi ta. Ừ. Không nói cho mẹ mẹ. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Ừ. Bi mệt bi cũng chết luôn á. Ngồi chính giữa cái sọt vô vậy đó. Ôi ơi, vô. Bi tiếp mẹ đi. Ừ, trời ơi, giỏi dữ ta. Cái loại mì này đó nè. Cái sợi nhỏ xíu à. Nó bự hơn sợi mì của Việt Nam một chút xíu à. Nó. Ngon quá à. Ngon quá. 아이고, 천이. 영화? 자기 말고 채원이 물어본 거거든? 영화? 나. 응. 잘랐네, 엄마.
Thật ghét. Xỉu quá. Ăn ý nhau cả nhà. Yêu cô mẹ. Thích cưng quá. Nè. Đúng ngon không? Dạ nó mèo. Ngon cả nhà. Ba nó ngon ba. Sao hỏi mẹ? Sao không hỏi mẹ? Sao con không hỏi mẹ ngon không? Mẹ ngon không mẹ? Ngon. Em ơi, xong nè. Kim chi. À, ăn vậy nè. Trời. Cắt. Xong nè, sao dính cắt. Bị hăng ý với em ra nhờ. Cái này cái nước ngon ghê cả nhà. Nhưng mà nấu mì á mình thích ăn với lại con vẹm nè, với lại con mấy con sò cả nhà. Nấu mì á cái nước nó ngọt hơn là con bạch tuộc. Đúng không? Này bì cái này nó mới xứng tầm. Không ngon. Ngon. Bây giờ như lê đi cho đẹp da. Không. Mình giống mẹ không mẹ? Hả? Giống mẹ không mẹ? Không giống mẹ. Mẹ không đẹp. Mẹ đẹp. Mẹ đẹp hả? Dạ mẹ cũng thương nhau cùng nhau. À, thương nhau cùng nhau hả? Cái gì cũng thương nhau cùng nhau á. Bi tình cảm này. Ăn cùng là thương nhau cùng nhau phải không? Ăn như đâu đó, nó cùng nhau lắm mẹ. Bi là bi của nước đó. Sao của nương? Của nương đẹp. Của nương á dễ thương. Hả? Với lại của nương ngoan. Sao vậy mẹ? Thì ngoan. Có. Bi ngoan, bi giống của nương. Nít thích cái kiểu mà kêu bằng gì? Động viên cả nhà. Nít nó thích vậy. Làm gì vậy? Nè, cô cho cái này nha. 1, 2, 3 cái lần. Không có làm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah. Ủa sao có 10 cái này? Mì bông mà. Đồng điểm lại cây. 4, 2, 3, 4. Nè mày dạy cho nè. 4. Nè đưa đây mày dạy cho nè. 1. 1 méo lại méo. 2. 3. Để đó. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Ôi trời ơi 11. Bị có 11 ngón tay nè. 4. 2. 3 cái nữa rồi. Ừ để đó. 3 cái để đó. Để nó. 5. 4. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Ồ. Thì sao cả là cái vỏ răng kìa. Con có 11 ngón tay. Con học ở đâu vậy?
con họp TikTok. Tự nhiên ngồi cái điếm điếm 3-4 năm làm hết hồn. Bi này có những cái chiêu trò ngộ nghĩnh nha. Đâu. Trời, biết điếm cái kiểu đó luôn á. Cái này là nhớ là mình hồi nhỏ hay chơi cả nhà. Trời, Bi mà cũng biết vậy luôn hả Bi? Dạ. Sao Bi hay vậy? Con coi tivi nhiều quá hả? Dạ. Người ta khoe 11 ngón tay mà làm ngoéo ngoéo hồi còn có 10 ngón à. Nè, nè ông kia chị ảnh á. Nó dễ thương quá à. Mẹ khen Bi kìa, Bi có cảm ơn không? Cảm ơn mẹ. Con nít nó lại thích động viên, thích khuyến khích nghe nhỉ. Bây giờ tôi xem rồi. Ừ. Bây giờ tôi xem. Nói tiếng Việt. Con. Con nói rồi. Nãy con nói tiếng Hàn. Con. Mà bây giờ tôi xem mẹ cho sữa mẹ. Thì con nói tiếng Hàn đó. Con. Thì con nói tiếng Hàn. Phải nói tiếng Việt nha. Đó, đó, đó. Nạt hết rồi luôn. Ao trường dính tóc nè. Sao mở cứ ba mà. Ồ vậy hả? Mày không biết. Trời trời sao đó? Bữa nay làm gì hoài vậy? Hả? Bữa nay sao bắt bẻ hoài vậy? Trời. Bi hỏi cả nhà bữa nay mẹ có quay clip không? Trời đất. Mẹ không quay clip. Quay clip. Mẹ không thích mẹ quay, không thích mẹ quay clip với con hả? Không thích. Không thích hả? Con thích mẹ quay clip với con không? Hồi nãy không thích. Thì hồi nãy con hỏi mẹ là ủa hôm nay mẹ bụng mẹ quay clip nữa hả? Thấy không? Ừ. Bụng con không thích mẹ quay clip cùng hả? Ừ, thích. Chứ sao nãy hỏi vậy? Bữa hổm còn nói thích quay với ba hơn. Trời ơi. Rồi bây giờ tới phần ổng mang bao tay đó cả nhà. Ổng mang bao tay để ổng chiến đấu với cái giò heo. Cái giò này nó có dụng luôn á cả nhà. Nó có nguyên cái dụng gì nè. Ba Bi thích ăn cái dụng. Ngon. Ừ. Ngon. Gali, chúc bạn mà thích sợ. Mua trong siêu thị đó nha. Siêu thị gần nhà. Nó ngon hơn mấy chỗ mà chuyên bán dừa heo hầm thảo mộc. Mà nó lại rẻ nữa. Một cái có 240. Hầm vậy rồi mà bán cái có 240 ngàn. Mà cái giò heo này chắc tầm 2 kg quá. Wow. Đẹp rồi. Con no mà. Con chưa no nữa. Dạ. Mẹ no dữ rồi ta. Không biết luôn. Bồi. Ừ. Mẹ sao vậy? Ừ. Mẹ lắm mất. Ừ. Thôi hả? Con buồn mẹ lắm mất. Ừ. Ba buồn nữa ba. Ừ. Mẹ ơi, nặng quá đây nè. Sao vậy? Bậy bạ không à? Làm mặt đâu, làm mặt. Có nghe hết trơn. Đi nói mẹ đi làm mặt. Làm mặt làm gì làm qua vậy? Mẹ ơi. Ừ. Mẹ làm cơm nha. Ừ, không à. Đi đi làm mặt, đi bán đàn ngang có gì đâu mà to tát mà. Bà làm chứ sợ à. Bi còn không cho đi nữa cả nhà. Ngộ. Tốt liều. Rồi, mẹ, mẹ. Cái này làm con mẹ. Cái đó là cái gì vậy? Ừ. Ừ. Tốt liều. Tốt liều ai chứ? Tốt liều. Tốt liều quá đây. Được rồi đó. Được rồi đó. Mẹ làm thế mẹ. Mẹ không biết làm.
về làm gì thôi à, làm gì là có không sao vậy? Chắc cái mua xong hồi nãy ăn xoài cho mông cuốn đi, hồi nãy ăn xoài cho mông cuốn đi. Aba, aka chani, aka atimeso kugo mongu gotemne. Gilunidu, popo kumdiya. What kanya? Nothing big. Nothing big. Hai mẹ con chơi nhau được rồi. Hai mẹ con chơi nhau rồi được rồi. Vậy nha. Papa nha. Papa tiếp theo. Papa tiếp theo. Xin chào tạm biệt cô chú. Papa tiếp theo. Hôm nay mình nói thăm mọi người đây các em và mình nhớ papa. Nè, con mẹ nói nè, con chào cô chú, con chào từ từ nha. Nè, chào từ từ, chào nhanh quá. Chào mà. Chị chứ sao con chào rồi? Con giỡn. Con giỡn hả? Bố con giỡn mà. Con giỡn gì đâu? Con nói tiếng Việt Nam á, con nói từ từ thôi, con đừng có nói nhanh quá, cô chú không hiểu. Dạ. Nha. Con biết rồi mẹ. Ừ. Xin chào Bambi cô chú, bà bay tiếp theo. Hôm nay quá nói thăm mình này. Cái gì trời? Đây, đây chào mà làm gì? Cái gì á? Cái này. À, con thịt. Còn ta tưởng là vứt đi, kêu ba đem bỏ lại đây. Mà đang chào tự nhiên ngắt ngang làm hết hồn. Rồi, con chào lại cô chú này, con đàng hoàng nè. Xin chào tạm biệt. Xin chào tạm. Đừng giỡn, đừng có giỡn nữa. Nè, chào tạm biệt đi con. Xin chào tạm biệt cô chú, bà bay tiếp theo. Hôm nay quán nói thơ mọi người, hôm nay con hôm mọi người nha bà bay. Bắn tim cho con nhiều, bắn tim cho con nhiều. Rồi, đàng hoàng nè, đừng có giỡn nè. Rồi hôm nay mình quay đến đây thôi cả nhà ơi, đăng ký kênh ủng hộ gia đình Cheo Anh Family nha. Bye bye. Bye bye.